Xin chào tất cả các bạn, Tư Phương vừa được người ấy tặng cho một chiếc đồng hồ đeo tay. Và đây quả thực là một món quà cực kỳ ý nghĩa đối với mình. Đây không chỉ là một vật dụng để xem giờ mà còn là một món đồ trang sức rất là đẹp. Và nếu như mà bạn nào đang muốn tặng cho người con gái của cuộc đời mình một món quà ý nghĩa nhân dịp đặc biệt thì hãy chọn một chiếc đồng hồ đeo tay thời trang như thế này nhé. Ngày hôm nay Thư Phương sẽ giới thiệu đến các quý ông và các quý cô những chiếc đồng hồ thời trang đang rất được ưa chuộng. Sản phẩm này đều đến từ thương hiệu Royal Crown của Italy, có giá trên dưới 2 triệu đồng. Còn nếu như các bạn muốn tham khảo các đồng hồ giá rẻ khác thì có thể tham khảo thương hiệu Senke đến từ Hàn Quốc. Mã mà Thư Phương đang cầm trên tay đây là KL0055L02 đến từ thương hiệu Senke với giá chỉ 490.000 đồng thôi. Con đồng hồ này thì có dây đeo bằng da, mặt đồng hồ thì khá lớn với các số La Mã nên là rất dễ dàng để xem giờ. Ngoài ra thì các bạn có thể cập nhật thêm những mã mới hoặc là những thương hiệu đồng hồ thời trang giá rẻ khác như là Julius hay là Casio. Hy vọng là qua video này thì các anh có thể lựa chọn được những chiếc đồng hồ ưng ý, thời trang và đẹp nhất cho người ấy của mình. Ngoài ra thì các anh có thể tham khảo thêm những mã hot nhất bằng cách là truy cập lên website meta.vn hoặc để lại số điện thoại ở dưới video này để được tư vấn trực tiếp nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.